À, bộ âm thanh ngày hôm nay xuất Đình ghép cho các bác quá hay trong cái tầm tiền. À, video buổi trưa ngày hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5, thì nhà Xuân Đình lại đem cho các bác một cái bộ phố ghép ở phân khúc dưới 10 triệu đồng. Thì đây là một cái bộ âm thanh thực sự là rất là hay. Và các bác nếu như cần thẩm âm chi tiết thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng Nàng ngõ 42 đường Trần Cung thành phố Hà Nội để các bác thẩm âm. À, bộ này thì nó được cả về hình thức và chất âm. Cặp loa Living CE5A năm mã. À, chép còi bát 20 một chung rốn của nó rốn nhôm âm ly đang phối ghép là âm ly ma dòng này là dòng 1040 clip này thì xuất đỉnh mới lên hôm qua và đây thì xuất đỉnh nên là phối ghép cho các bác một cái bộ ở phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng à, từ hình thức thiết kế của loa cũng như âm ly phối ghép là một bộ rất là hợp còn ở phía bên trên thì đó là một cặp loa Yamaha NS500MA đây là dòng loa kiểm âm của hãng Yamaha bát 30 À, rất là lâu rồi Xuân Đỉnh về được mỗi cặp loa nó đẹp long lanh Thì ở à, đây là hai sản phẩm mà Xuân Đỉnh giới thiệu chi tiết trong uh, video buổi trưa ngày hôm nay Các bác có nhu cầu thì alo trực tiếp Xuân Đỉnh theo dõi trên bài Bây giờ thì uh, Xuân Đỉnh sẽ quay chi tiết và báo giá cho các bác về hai sản phẩm này Cả ở phía bên trên thì cặp Yamaha thì Xuân Đỉnh sẽ quay trước cho các bác luôn Đây là dòng loa có model là NS500MA Bát của nó là bát uh, 30, đo cả viền vành là 32 Gân vải màng carbon dòng này là dân vải mà carbon nha, dòng này mấy dòng 700 monitor là kết cấu của nó bát là giống nhau luôn Đấy. một chung 12 và một tép đôm trong này sẽ tép đôm titanium nên cái tiếng tép của dòng này rất là sáng loa có hai tinh chỉnh chung tép trở kháng của loa là 6 ôm công suất của loa là 200w một loa căng cước còn đầy đủ và còn khá là đẹp và còn nguyên zin những dòng loa này thì toàn bộ thiết kế là củ kiềng xương đúc nên loa nó rất nặng và chất kích thước tổng quan cặp loa này thì có chiều cao nó đạt là 68, chiều ngang 38 và chiều sâu của nó là 31, trọng lượng của loa thì tầm 30 kg, góc cạnh đằng trước đằng sau, thùng gỗ màu nó màu đen, nhìn loa nó rất là khỏe, đây là cầu loa, Marzini Japan, model NS500MA, trở kháng 6 ohm, công suất music 200 w một loa, Đấy, góc cạnh rất là xuất sắc. Dòng loa này thì rất dễ phối ghép Các bác ghép tốt với những dòng âm karaoke Đấy, Dòng này thì tiếng nó rất là hay Hoặc các bác ghép xuất đỉnh vào những dòng âm mi uh, Pioneer Như những dòng 7800 Hoặc là những dòng âm đi sân 607 bảy x hoặc XDCAT Thiết kế loa đối xứng bên trái bên phải Cặp loa này thì còn rất đẹp và mới Các bác xuất đỉnh uh, giao lưu với các bác Cặp loa này thì uh, có mức giá là 7 triệu 800 nghìn đồng Loa Yamaha Mới đây gọi là NS500MA giá thì rất là mềm mại bát 30 trong loa này thì các bác là vừa nghe nhạc vừa hát karaoke gia đình quan trọng nhất là loa là còn zin và đã test là hoạt động tốt từ những cái tuyến loa kiềng loa còn khá là đẹp ở đây một cái cặp loa rất là chất lượng của hãng Yamaha sản xuất Yamaha thì nó sẽ thiên về trung âm nó rất là mộc và chi tiết các bác nào mà giải của những dòng 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 500 ma này thì có cái phần giải trầm nó sẽ uy được hơn một chút nghe tiếng của này rất là tốt và các bác chơi được đa năng các thể loại nhạc rất dễ phối ghép à, mức giá thì chỉ có 7 triệu 800 000 đồng cho một cặp loa Yamaha model NS 500 ma siêu đẹp đấy. còn ở phía đằng sau một cái bộ phối ghép mà số đình cảm đấy rất là ưng ý từ cái hình thức của loa một cặp loa Living Audio CE 5A 25 mã cấu hình của loa thì sử dụng là 3 đường tiếng bát 20 gân vải màng giấy và gân rất là mềm một chung 12 gân vải màng giấy rốn nhôm và một tép còi hai tinh chỉnh chung tép Đấy, cặp loa này thì làm cho thị trường của nước ngoài thị trường của mỹ khuôn của nó là khuôn tranh và khi các bác đậy cái phần e căng vào nó rất là đẹp Đấy. đậy e căng căng vải zin thùng lạm gỗ cặp loa này thì rất là xinh à, chiều cao của loa thì nó chỉ đạt là 45 chiều ngang của nó là 20 7 và à, 26 và chiều sâu nó là 30 thùng lạm gỗ góc cạnh thùng nó rất là đẹp thông số cặp loa thì nó hiển thị ở phía đằng sau cặp loa này thì đây cấu hình của loa là bát 20 chung 12 và một tép à, có hai cầu loa đấy, CE 5A 25 mã thùng lạm gỗ gặp mày góc cạnh rất là đẹp hậu sâu à, các bác có thể gọi là loa bookshelf cũng được nhưng để tìm được những con cặp bookshelf mà chất mà cái model Living này thì nó khá là hiếm Dòng Living CE1A thì nó này là bát 30 Nhưng dòng 5A đời cao hơn thì nó lại sử dụng là bát 20 Cặp này thì phù hợp cho các bác nghe ở những diện tích phòng 30 m vuông, Thiết kế loa cực đẹp Để Góc cạnh thùng Đây là một cặp loa cổ Nhưng dòng này thì gân vải gân vải nó rất là mềm Nên khi các bác phố ghép với những chiếc âm ly cổ, âm ly xuất âm tụ Thì cái giải trầm nó ra rất ấn tượng ở đây thì uh, Xuân Đình đang ghép là chiếc âm ni ma răng Đấy, Đây thì uh, nó là nhạc có lời thì Xuân Đình chính phép sẽ chuyển nhạc Vì dùng nhạc có lời thì nó sẽ uh, đánh bản quyền Thì Xuân Đình sẽ test bằng nhạc không lời và chỉ cắm bằng điện thoại bình thường thôi Nghe tiếng khi ghép cùng một chiếc âm ni ma răng này nó quá hợp Âm bi đẹp, loa wow, xuất sắc nghe thì chẳng các gì các bác đang mắt lo trầm giải trầm xuống rất tốt luôn cặp loa rất là xinh cửa hàng xuất đỉnh giao lưu với các bác cái cặp loa này thì mức giá thì chỉ có 4 triệu 500 một cặp loa rất là chất của hãng Living Audio làm cho thị trường của nước ngoài Living là một thương hiệu của Nhật Bản Margin Japan nhưng loa này thì làm cho thị trường của châu Âu nên cái tiếng cũng như cái kết cấu của loa thì nó sẽ rất là khác đẹp cao cạnh xứng đáng một cái cặp loa siêu tầm e căng cước ghép tốt những dòng âm ni cổ âm ni đài xuất âm tụ mà chơi rất hay phòng 30 mét vuông tuy rằng nó không phải là những cặp loa nó quá to cồng cây đây là một cái cặp loa bé gọi là bé hạt tiêu thiết kế nó đẹp ba đường tiếng tép còi bát 20 mức giá là 4 triệu 500 còn là chiếc âm ni ba răng 1040 thì hôm qua xuất đỉnh báo giá cho các bác là chỉ có 3 triệu 8 và tổng giá trị cả một bộ này chỉ có hơn 8 triệu nhưng mà đây là một cái bộ phối với ghép mà gia đình cảm thấy nó nó rất là hay ở cái phân khúc tầm tiền dưới 10 triệu đồng Và nếu như các bác mà cẩn thận thì các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng để các bác nghe trực tiếp thì sẽ biết được cái chất lượng của sản phẩm còn video mà gia đình quay để giới thiệu cho các bác thì mục đích chính vẫn là giới thiệu về sản phẩm chứ không phải để test hay được cho nên là các bác gần cả gia đình thì cứ mời các bác qua trực tiếp ngày mai thì gia đình nên cho các bác là hai sản phẩm rất là đẹp đến từ nhật bản cảm ơn các bác đã mất chút thời gian theo dõi video cửa hàng và các bác có nhu cầu được alo số đỉnh xin kính chào các bác